ngân hàng chào giá. Bạn rất may mắn khi mở liên tiếp những cặp sau này là cặp nhỏ. Và cứ như thế, hãy giữ ba con số 25, 50 và 100 triệu. Giữ con số này càng lâu, mở nhiều cặp nhỏ, ngân hàng chào giá càng càng cao. Và bây giờ ngân hàng có tín hiệu. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Giai đoạn này ngân hàng chào mua chiếc cặp số 18 với giá tiền là 1.900.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp nữa. Thôi giờ Tân nữa đi. Mở cặp số 19. Em đồng ý. Kết quả bên trong ẩn số là 7.500 đồng. Còn 3 cặp nữa. Tiếp tục nhờ Long. Số 6. Đồng ý số 6. Đồng ý số 6. 250.000 đồng. Còn 2 cặp. Dạ, số 21. Cặp 21 đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem kết quả bên trong. 75.000 đồng. Yeah. Tiếp tục còn 1 cặp nữa. Ngân hàng sẽ chào giá. Em nhận số 3. Dạ. Bạn cầm thu chuẩn bị. Đó là 20.000 đồng. Yeah. Ngân hàng chào giá. Bạn đã may mắn mở được nhiều cặp nhỏ và giữ được những cặp lớn ở lại. Giá trị càng ngày càng tăng. Bạn thấy không, bên trái còn chỉ có 2 giá trị còn sáng đẹp những giá trị nhỏ. Trong khi đó rất may mắn giữ lại những con số lớn. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 4.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 3 cặp nữa. Dạ, số 11. Cặp 11 là giá trị nào? Chúng ta cùng theo dõi. Kết quả là 5.000.000 đồng. Không quan tâm lắm. Tiếp tục còn 2 cặp nữa. Dạ, số 5. Cặp số 5 là giá trị bao nhiêu? 1.500.000 đồng. Tiếp tục còn 1 cặp nữa thôi. Ngân hàng chào giá. Dạ, 20. Và kết quả của cặp 20, 100.000 đồng. Wow. Ngân hàng chào giá. Bạn đã mở tiếp tục những con số nhỏ. Và bây giờ ngân hàng tiếp tục chào mua chiếc cặp số 18. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 9.400.000. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Tiếp tục mở 2 cặp nữa. Số 25. Vị trí 25 dự đoán. Tôi tên là Tuyết Uyên. Tôi dự đoán cặp 25 là 1.000.000 đồng. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho đợt này là 1.200.000. Nguyễn Phương Thảo. Từ từ. Năm mươi triệu đồng. Rất tiếc không chính xác. Hãy bình tĩnh và chọn thêm một cặp nữa. Hai bạn Long và Tân đề nghị cặp mấy ạ? Dạ, số 24. Dạ, 24 đi. Vị trí 24 dự đoán như thế nào? Dạ, em tên Hoàng Nguyễn Phương Nhi. Em đoán đại đi. Là 1.250.000. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng 1.000.000 đồng dành cho bạn nha. Tú Thanh cặp 24 chuẩn bị và từ từ mở. 15.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Ngân hàng đã có tín hiệu đổ chuông. Chúng tôi nghe.
ngân hàng chào mua chiếc cặp. Bạn đoán là bao nhiêu ạ? Chắc 10-15 triệu. Thì khoảng đó. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 10.900.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chỉ cần một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Xin mời. Dạ số 8. Vị trí số 8 dự đoán. Dạ em tên là Vũ Thanh Cẩm Hồng. Em đoán chiếc cặp số 8 là 4 triệu. Nếu Cẩm Hồng đoán đúng, tiền thưởng cho Cẩm Hồng sẽ là 800.000 đồng. Cặp số 8 từ từ mở. 25 triệu đồng. May mà không phải số cao nhất. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, kịch tính càng tăng cao và tăng nhiều khi giá trị khoảng cách càng ngày càng xa, có nghĩa là từ 100 triệu còn 15. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Giai đoạn này ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18 là 13.300.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Xin mời hai người bạn hỗ trợ. 22. Vị trí 22 dự đoán. Em tên là Bảo Trân, em đoán cặp 22 là 1 triệu đồng. Bảo Trân thân mến, nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho Bảo Trân sẽ là 600.000 đồng. Yến Linh chuẩn bị. 4 triệu đồng, chưa chính xác. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 18, giai đoạn này là 18.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Với điều kiện mở ra cặp tiếp theo không phải là 100 triệu. Nếu mở ra cặp tiếp theo là 100 triệu thì ngay tức khắc số tiền ngân hàng chào giá sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng nếu bạn mở ra một cặp nữa không phải là 100 triệu thì ngân hàng lập tức sẽ chào giá cao lên ngay. Hai người bạn thân thiết hãy cho một lời khuyên và phân tích tình hình. Em nghĩ là thời điểm này là thời điểm rất là quan trọng. Mình tiếp tục đi tiếp đi chị. Tại sao? Lý do bạn nói đi tiếp là tại sao? Tại vì em nghĩ là cái số nhỏ là 1 triệu, 1.250.000 và 15 triệu á, là nó xác suất là tới 3 cặp lận. Thì mình dỡ nó ra thì nó sẽ có cơ hội là ít trúng 100 triệu hơn. Các bạn đồng nghiệp nghĩ thế nào? Các khán giả trường quay nghĩ thế nào? Dạ vậy em lấy ý kiến của đa số là không chấp nhận. Chỉ cần một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Trời ơi, em cũng run quá. Giờ biết sao. Cặp số 16. Vị trí 16 dự đoán. Dạ em dự đoán cái cặp 16 có giá trị là 1.250.000 đồng. Bạn tên gì? Dạ em tên là Thùy Trang. Thùy Trang thân mến, nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn đợt này là 400.000 đồng. Thưa quý vị, cặp 16 sẵn sàng. Xin mời Hà Khanh chuẩn bị. 15 triệu đồng, chưa chính xác.
ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, kịch tính cực kỳ căng thẳng, vô cùng nguy hiểm. Đó là giai đoạn cao trào nhất của chương trình hôm nay, khoảng cách 100 triệu và 1 triệu 250 nghìn đồng. Alo, chú tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 18 giai đoạn này là 23.800.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Các khán giả trường quay nghĩ thế nào? Chấp nhận không? Chấp nhận. Và các bạn đồng nghiệp cùng chơi chấp nhận hay không? Xin mời hai người bạn thân thiết Thanh Tân và Nguyễn Long hãy phân tích tình hình cho bạn Mỹ Dung được sáng rõ. Cuộc vui nào cũng có phải có đến chấm dứt. Cho nên với 23 triệu này thì mình nên chấm dứt ở đây. Tại vì bởi vì trên bảng chúng ta chỉ còn 1 triệu và 1 triệu 250 ngàn. Và 100 triệu, 100 triệu nó có thể là những con số nằm trên kia. Cho nên theo em thì mình nên dừng cuộc chơi ở đây. Nên chấp nhận giá của ngân hàng. Dạ, dạ. Còn bạn, người bạn thứ hai thì nghĩ thế nào bạn Tân? Nếu mà chơi, bây giờ mà mình ngưng ngang thì nó hơi tiếc. Em nghĩ là nếu như các bạn chấp nhận á, thì chị không nên chấp nhận. Nếu cặp 100 triệu nằm ở trên kia mà mở ra thì mất con số 23 triệu 800 ngàn, không bao giờ quay trở lại được. Nhưng nếu cặp 100 triệu nằm đây thì bạn sẽ vô tư. Nhưng mà vấn đề là sự may mắn của mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin tranh thủ ý kiến của một khán giả cao tuổi có mặt trong chương trình. Xin mời bác. Theo tôi thì trong giai đoạn này ta chấp nhận được. Tại sao ạ? Bởi vì 100 triệu và 1 triệu mới 1 triệu 250 ngàn thì có thể là 100 triệu nằm số này. À, trời ơi. Đấy là tôi dự đoán cá nhân tôi đấy, chứ còn đây là quyền của bạn Mỹ Dung. Bạn Mỹ Dung. Vâng, xin cảm ơn bác. Cuối cùng quyết định sau cùng thuộc về Mỹ Dung. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, em chấp nhận. Chúc mừng. Tiền thưởng 23 triệu 800 ngàn là con số hiện thực và bạn đã chấp nhận, xin được chúc mừng. Chúng ta tiếp tục. Nếu bạn chưa chấp nhận, bạn chọn mở cặp nào? Nếu mà em chưa chấp nhận, em mở số 2. Và bây giờ chúng tôi sẽ chọn khán giả may mắn từ trường quay để quý vị các bạn dự đoán. Nếu đoán đúng giai đoạn này, các bạn sẽ có tiền thưởng là 500.000 đồng. Nếu hai người cùng đoán một số, tiền thưởng ấy chia đôi. Và bây giờ xin mời phòng máy chọn lựa ngẫu nhiên khán giả trong khán phòng. Khối, hàng, ghế, đó là ba vị trí quý vị kiểm tra lại. Nếu mình ngồi chính xác những số trên màn hình sẽ là người may mắn. Xin mời quý vị theo dõi. Khối 6, hàng thứ 4 và ghế số 2. Chúng ta cùng tiếp tục chọn lựa thêm một khán giả may mắn nữa. Bảy, ba, một. Và bây giờ xin mời bạn Hải cho biết tên và dự đoán cặp số 2 là bao nhiêu. Em tên là Trung Hiếu. Em xin đoán cặp số 2 là 100 triệu. Và xin mời khán giả may mắn thứ 2. Dạ, em tên là Duy An. Em xin đoán cặp số 2 là 1 triệu. Ai là người trúng thưởng hay là chưa may mắn? Bạn Bảo Thi cặp số 2. Từ từ. 1 triệu 250 ngàn. Con số này ở giữa. Chưa được thưởng. Tiếp tục. Và bây giờ ngân hàng sẽ chào giá như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định nói rằng nếu chưa chấp nhận giá của ngân hàng đợt vừa rồi, ngân hàng sẽ chào mua chiếc cặp 18 là 45 triệu đồng. Bạn Mỹ Dung có liên tiếp hay không? Dạ, ổn quá.
Và chúng ta cùng tiếp tục chọn khán giả may mắn đi dự đoán cặp số 18 là giá trị bao nhiêu. Xin mời phòng máy. Khối 7 hàng 2 và ghế số 2, chúng ta tiếp tục tìm thêm một khán giả may mắn nữa. Khối 4 hàng 2 và ghế số 1, khán giả may mắn đầu tiên hãy dự đoán cặp 18 là giá trị nào. 1 triệu hay 100 triệu? Em tên là Hải Vân. Em xin dự đoán chiếc cặp 18 là 100 triệu. Và xin mời khán giả may mắn thứ hai tiếp tục. Dạ, em tên là Xuân Hoàng ạ. Em xin dự đoán cái cặp số 18 là 100 triệu. Xuân Hoàng cũng giống như Hải Vân đoán cặp 18 là 100 triệu. Nếu hai bạn cùng đúng, tiền thưởng 500 nghìn chia đôi. Muốn biết cặp 18 bao nhiêu tiền, chúng ta phải làm sao vậy Mỹ Dung? Dạ, mở. Mở cặp số 12. Dạ. Đúng rồi. Chúng tôi xin mời bạn Ngọc Tuyền cho chúng ta xem ẩn số trong cặp 12 là bao nhiêu. Là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, cặp 100 triệu và rơi vào sự lựa chọn quả là điều hiếm hoi. Và bạn Mỹ Dung đã sở hữu cặp 100 triệu đồng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời bạn Phương Ngân sẽ cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ẩn số cuối cùng của cặp hôm nay là giá trị cao nhất của chương trình. Đó là số tiền 100 triệu đồng.